Tiểu Quyên ơi, dậy chưa con? Ây da, con nhỏ này thiệt tình à. Dậy dậy, trưa lắm rồi con. Con muốn ngủ thêm chút nữa, con mệt lắm. Con nhỏ này uống gì mà uống dữ vậy con? Dậy, nhanh lên, dậy. Tin mừng nè, tin vui nè. Tin gì thím nói đi. Vậy chuẩn bị tối nay đi dự tiệc. Tiệc tùng gì con không thèm đi đâu, buồn ngủ quá. Đi dự tiệc với cậu Khiêm, con không đi sao? Thím nói gì? Tối nay con có muốn đi dự tiệc với cậu Khiêm không? Ủa sao con không có nghe anh Khiêm nói? Đó là công sức của chú con đó. Cảm ơn chú thím. Cảm ơn thím. Cưng cháu quá. Nè, nghe thím nói nè. Đi. Vậy chuẩn bị thím sẽ đưa con đi spa. Tuốt lại tối đi tiệc. Yes madam. Yeah. Nên nhớ, hợp đồng đầu tư vẫn chưa chính thức được ký kết. Nguồn tiền đó có được đổ vào thành công hay không chính là do thái độ của cậu đối với cháu gái của ông ta đó. Dạ. Nhưng chú muốn cháu phải làm gì? Làm gì thì cậu phải biết rõ hơn tôi chứ. Mà nè, tôi thấy cái mối đó rất ngon lành. Phải chi tôi còn trẻ, được cô ấy để mắt tới thì tôi nhất định sẽ chọc lấy thời cơ. Cậu may mắn lắm rồi. Đừng làm cao nữa. Đúng, bao nhiêu người khao khát được lọt vào mắt của Tiểu Huy. Mình thật là may mắn. Có gì để mình ấm ức đâu. Anh nghe đây. Anh ơi, qua đón em đi. Anh sẽ tới đón em liền. Anh dẫn tôi tới đây làm chi? Tối nay tôi có bữa tiệc quan trọng, nhưng bắt buộc phải có người đi cùng. Xin lỗi anh, tôi không có rảnh mà đi với anh. Anh tìm người khác mà đi cùng. Tôi xin lỗi cô, vì tôi đưa cô tới đây mà không nói trước. Nhưng tối hôm nay nhất định cô phải đi cùng với tôi. Tôi không phải là nhân viên trong công ty của anh. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc Mỹ Ngọc mà. Anh lấy quyền gì mà ép buộc tôi? Quyền là chủ nợ của cô, được chứ? Nợ? Tôi nợ nần với anh?
Là cô mau quên hay là cô cố tình quỵt nợ vậy? Là cái vụ áo bị cháy à? Phải. Tôi đang nghĩ ra cách để cho cô bù đắp tổn thương cho tôi. Chính là cùng tôi đi dự bữa tiệc tối nay. Đúng là đồ nhỏ mọn mà. Cô đã nhớ ra rồi hả? Nhớ rồi thì đi theo tôi. Đi thì đi, sợ ai mà không dám đi. Cô cứ lựa thoải mái đi, thích cái nào thì cứ lấy. Chuyện gì hả? Tôi nghĩ là anh thuê đồ cho tôi mặc đi. Đồ ở đây mắc kinh khủng luôn á. Tôi có bắt cô phải trả tiền đâu. Tôi mặc có mấy tiếng đồng hồ, mặc dễ phí lắm. Đứng im ở đây. Đi vô trong thử đi, nhanh lên. Cứ lựa tiếp đi, thích cái nào thì lấy cái đó. Con.
Cô sao vậy? Tôi không có quen những thứ này. Tôi không có đủ tự tin tới mấy nơi sang trọng như vậy. Hay anh gọi chị Thiên Kim tới cùng anh đi. Tôi đã nói với cô rồi, tối nay nhất định cô phải đi chung với tôi. Với lại cô cũng cần phải làm quen với tất cả những thứ như vậy. Vì sắp tới khi đi làm, cô không nghĩ là mình sẽ đi tới những nơi này nhiều lần hay sao? Tôi gọi mà anh không nghe máy hả? Tại sao vậy? Anh không thể nào không đi tới dự bữa tiệc này. Ảnh đi với ai nếu mà không có mình chứ? Ảnh đâu có người bạn gái nào khác ngoài mình đâu. Chào, xin chào. Chào cậu. Cảm ơn cậu đã tới. Cảm ơn cậu đã tới. Hôm nay thực sự là hai vợ chồng tôi rất là vinh hạnh. Tôi đã nhận được món quà quý giá mà cậu đã gửi từ trước rồi. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì ạ. Bạn gái cậu hả? Nè. Rất là xinh đẹp, rất là dễ thương nữa. Hai người xứng đôi quá trời luôn. Chúc mừng cậu. Con cảm ơn bác. Nhưng mà đừng có ngại gì hết. Mời cậu cứ tự nhiên. Dạ. Mình đi. Bye. Đẹp đôi quá. Nè, sao anh không nói rõ cho bác ấy biết tôi đâu phải là bạn gái của anh? Cô nghĩ là họ có thời gian nghe cô giải thích sao? Và thực ra họ cũng không quan tâm đâu. Đừng có lo. Dạ em mời anh chị. Cô không uống hả? Vậy thì anh. Không. Cảm ơn. Dạ. Sao không ăn đi? Từ từ thôi, còn nhiều lắm. Rượu đó, không phải nước đâu. Chào chú. Cảm ơn cậu đã tới dự. Dạ không có gì. Dạ. Xin mời cậu. Dạ. Bia. Ra ngoài đón khách đi em. Dạ. Ủa, cô Thiên Kim. Trời ơi, cô Thiên Kim đi đâu mà ăn mặc lộng lẫy quá vậy?
con đi dự tiệc với lại anh Đăng Duy. Hả? Anh Đăng Duy còn chuẩn bị trên phòng hả gì? Cô nói cô đi dự tiệc với Đăng Duy hả? Dạ. Con đi với ảnh, có gì lạ đâu mà chị Tư ngạc nhiên thấy ghê vậy? Thì là tại vì tôi... Thôi được rồi, để con vô trong đợi anh Đăng Duy nha. Không không, cô đừng có vô, Đăng Duy nó không có ở nhà. Anh Đăng Duy? Ủa, ảnh đi đâu vậy dì? Tối nay ảnh phải dự một bữa tiệc rất là quan trọng mà. Thì Đăng Duy nó đã đi dự tiệc rồi. Anh Đăng Duy đi dự tiệc đúng rồi? Đúng rồi. Dì Tư có lầm không? Buổi tiệc này á, ảnh không thể nào tới một mình được. Tôi đâu có lầm đâu, Đăng Duy không có đi một mình. Đi rồi. Vậy anh ấy đi với ai? Dì Tư có biết không? Đăng Duy dẫn Thanh Vân đi với nó rồi. Cái gì? Thanh Vân? Ừ. Lời nói đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã nhanh chút thời gian đến đây chung vui cùng với chúng tôi. Thôi nếm nha. Xin mời quý vị hãy dùng tiệc thật tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Chào. Chào anh. Chào cậu. Chào anh. Dạ. Dạ chào. Dạ. Cô sao vậy? Cô sao vậy? Tôi không sao. Bên đó không mọc phong thủy lắm. Em chờ anh một chút. Dạ. Em coi, ở đây đẹp quá ha. Xin chào. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh nghĩ tôi không đủ tư cách tới dự buổi tiệc này sao? Cái đó là anh nói đó nha. Anh Khiêm. Chào anh. Mình qua bên kia đi anh. Đăng Duy. Hả? Chào Thắng. Hôm nay đó, nhìn em còn trẻ đẹp hơn bữa đám cưới nữa. Anh Đăng Duy cứ khen em hoài là em ngại quá à. Là sự thật mà. Sao, ông có tính giới thiệu bạn gái cho vợ chồng tôi biết không? Chỉ là bạn gái của anh đó hả? Anh chị đừng có hiểu lầm, tôi không phải là bạn gái của anh Đăng Duy đâu. Anh chị cứ nói chuyện tự nhiên nha, tôi xin phép. Không sao đâu, chắc cô ngại đúng không? Mời. Dạ, cảm ơn. Mời. Sao em lại có mặt ở buổi tiệc này? Em bị bắt buộc, không đi không được. Sao anh ta có thể bắt buộc được em? Em mời anh. Khi nào gặp dạ. nhau em sẽ nói rõ. Ở đây không tiện. Cô gái đi với anh là... Cô gái đó anh sẽ giải thích với em sao? Nè. Em phải cẩn thận với gà đó. Chào anh. Ủa, hai người quen nhau hả? Ừ. Hai người cũng quen nhau hả? Ừ. Bạn trai. À. Chúc mừng anh. Em qua bên đây chút nha. Chào em. Chào chị. Cái đầm của em mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị đã khen. Em làm ở công ty nào? Em vẫn chưa đi làm. À, vậy mà chị tưởng em là đồng nghiệp của anh Khiêm chứ.
Anh Kim. Chị nói anh Kim nào em không biết. À, là cái anh đi với chị hồi nãy hả? Em không biết anh ấy thiệt hả? Lúc nãy chị còn thấy hai người nói chuyện với nhau mà. À, dạ, chị nói mấy câu chào hỏi thôi à. Anh cũng không giới thiệu tên cho nên em không biết. Vậy chị với anh ấy là đồng nghiệp hả? Chị cũng giống như em, chị không có đi làm. Vậy anh ấy là người yêu của chị. Uống đi anh. Chắc chắn Tiểu Quyên đã nói gì đó với Thanh Vân. Tiểu Quyên vẫn vui vẻ nói cười. Vậy là Thanh Vân không hề tiết lộ điều gì. Kim à, em uống nước đi. Anh bắt tôi về làm gì? Tôi chưa có muốn về, tôi muốn uống nữa. Thôi được rồi, bây giờ em muốn uống nữa, anh sẽ mua về đây cho em uống. Chứ để em ngoài đó, em uống tới say mềm, rồi phải cõng em về đây. Anh không có kham nổi đâu. Anh thật là vô lương tâm. Cái gì? Anh vô lương tâm hả? Người vô lương tâm là em mới đúng. Lần nào cũng vậy hết. Em kêu anh tới toàn là những lúc em buồn tình, em thất vọng. Những lúc em vui vẻ hạnh phúc, em không thèm ngó tới mặt anh. Cái gì vậy? Anh chỉ nói có vậy thôi sao em lại khóc? Thôi được rồi, cho anh xin lỗi nhé. Sao anh lại tốt với tôi vậy? Anh biết tôi không yêu anh, mà sao anh lại tốt với tôi vậy? Ai biểu anh đã từng thương em. Ai biểu tụi mình cũng là bạn với nhau nữa. Anh ấy là người yêu của chị.
Hai người đó thật xứng đôi mà. Chị ấy nhìn xinh đẹp như vậy, sang trọng như vậy, mà làm sao mà sánh bằng được. Chị ngủ đi. Làm cái gì mà cứ kéo cái mệt người ta hoài hả? Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Nhưng nếu đi với người yêu, sao anh ấy không tránh mặt mình mà còn cố tình tới nói chuyện với mình nữa chứ? Ôi, lạnh cái chân em, đừng có kéo cái mệt của em nữa mà. Chị xin lỗi, chị không quấy rầy giấc ngủ của em nữa đâu. Quang, em vô nhà đi. Em thấy vẫn còn sớm mà, hay là anh ở lại chơi một chút nha. Anh thấy mệt quá, thôi để bữa khác đi. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Em thấy thái độ của anh rất là lạ khi gặp cô gái đó. Cô gái nào? Em còn tưởng là hai người đã từng quen biết nhau, nhưng khi em hỏi cổ thì không phải vậy. Anh có tình cảm với người đàn ông đó đúng không? Em tự nghĩ ra điều này khi nhớ lại thái độ khó chịu của anh khi nhìn thấy anh ta khoác tay cô gái đó. Anh không có tình cảm với cô gái đó. Vậy thì chắc chắn người mà anh dành tình cảm chính là người đàn ông đó. Tại sao em lại nghĩ là anh có tình cảm với người đàn ông đó? Nếu vậy thì anh hãy chứng minh đi là anh không giống như những gì em nghĩ. Ok. Chứng minh à? Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh thương em nhiều lắm. Em có thương anh không? Dạ có. Thanh Vân à? Kim ơi, có phải anh đang lừa dối em không vậy? Không, mình không được nghe từ một phía. Anh đã hứa chắc là sẽ không lừa gạt mình. Mình đã hứa với lòng là tuyệt đối sẽ tin tưởng anh mà. Anh khoác tay với người đó thì sao? Không phải mình cũng khoác tay anh Đăng Di đó sao? Người đó nói anh Kim là người yêu, nhưng có thể chỉ yêu từ một phía, cũng giống như mình. Mọi người cứ tưởng
mình là người yêu của anh Đăng Duy. Mà đâu có phải như vậy đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ thôi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Không thèm nghĩ tới mấy chuyện nhức đầu đó nữa. Mình nghĩ chuyện gì vui vui hơn đi. Em làm trò gì cho chị coi đi. Nhiều vậy? Đi vô trong thử đi, nhanh lên. Để tôi tự thử cho. Tự. Thương nhau tìm nhau ánh mắt một thời. Tiếng yêu nhẹ như hương gió dịu dàng. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn. Tình ai đã vụt bay. Trong tim là bao yêu dấu ngày nào. Bóng em dần phai theo những kỷ niệm. Đường đời chia muôn lối, khát khao chờ nhau, giờ nói câu biệt ly. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về. Nụ cười bóng dáng chờ với bao niềm thương nhớ, thương nhớ. Từ thôi còn nhiều lắm. Rồi từng ngày em đi mênh mang nỗi buồn, rồi ngày em đi lẻ loi mình anh, chìm đắm trong mộng mơ. Đủ đó, không phải nước đâu. Tôi không đủ tư cách tới dự buổi tiệc này sao? Cái đó là anh nói đó nha. Anh khốn nạn, ta không để mày cướp mất người ta yêu đâu. Không bao giờ. Anh ơi, anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Anh ra liền. Trả lại cho anh. Đây là toàn bộ đồ đạc hôm qua anh mua. Sao lại trả? Cô cứ giữ mà xài đi. Ừ, đâu có được. Mấy thứ này thứ nào cũng đắt tiền hết. Tôi không dám giữ đâu. Tôi trả cho anh nè. Tôi đã nói mua cho cô thì cô cứ xài đi. Trả lại mấy thứ này làm sao tôi xài được. Tất cả là của cô, đem về phòng đi. Phải chi anh nghe lời tôi, đi thuê đồ là được rồi. Mà mắc cái gì em mua nhiều dữ vậy? Đi có một buổi tiệc hả? Dù có mua chỉ nên mua một bộ thôi. Vậy lần sau tôi đi dự tiệc, tôi sẽ dẫn cô đi chung với tôi, để cho cô có dịp mặc hết những đồ đạc này, được chưa? Anh, tôi không có nói giỡn, nghiêm túc đó. Cô cất đi, sẽ có nhiều dịp cần tới. Ê, cái anh này, anh tưởng là lần sau tôi còn đi với anh nữa chắc?
mơ đi nha. Trời. Vậy mấy cái này là của mình thiệt rồi. Ôi thích quá đi. Thích quá đi. La la la. Ôi dễ thương quá đi. Thích quá đi. Em nghe đồ của chị rồi. Như vậy là tối quá rồi. Thím nói rồi mà, cháu gái của thím xinh đẹp đáng yêu như vậy, dù là khúc gỗ đó nha cũng phải lung lay, huống chi một người đàn ông đang thời sung sức. Bây giờ thì thím đã hết lo con yêu nhầm trai công rồi đúng không? Hết rồi, thím yên tâm rồi. Còn bước tiếp theo thì con đã tính chưa? Tính gì thím? Tính cách nào để bắt nó cưới con chứ tính sao? Thím, sao thím mau quên quá à? Con đã nói với thím rồi, con đã lớn rồi, đâu có thể mà lấy mấy cái chuyện chung đụng với nhau uy hiếp người ta làm đám cưới với con. Nhưng mà thím cứ yên tâm, nhất định anh ấy sẽ tỏ tình với con và sẽ cầu hôn con vào một ngày không xa. Sao con dám chắc điều đó? Thím không nghe câu ăn quen bén mồi sao? Anh ấy sẽ không xa con được lâu đâu. Vậy cũng đúng ha. Si la mua, la mu phi, phi la mua, la mu si. Là gì vậy con? Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Để rồi thím coi. Giỏi. Tôi thật hết cách với Thiên Kim. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cổ vẫn không chịu buông. Tính tình Thiên Kim cao ngạo, bị ông từ chối tình cảm đã là một cú sốc rất lớn khó chấp nhận được. Đã vậy ông từ chối Thiên Kim thì thôi đi, đằng này là dành tình cảm cho một cô gái khác mà theo Thiên Kim cho là thua xa cô ấy về mọi mặt. Biểu sao Thiên Kim không uất ức? Sao cô ta dám khẳng định mình hơn hẳn người khác chứ? Đó, thấy chưa, binh vực rõ ràng đó, ông còn chối không? Chối cái gì mà chối, gì mà bên vực, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Đăng Duy à, ông đừng có dối lòng nữa, đừng có cố cưỡng lại những gì mà điều trái tim ông mong muốn. Tào lao quá. Cái gì mà tào lao? Ông biết tôi yêu thương Khánh Băng tới mức nào mà. Tôi không thể yêu thương ai khác được đâu. Tôi biết, tôi biết ông đối với Khánh Băng ra sao. Nhưng mà Đăng Duy à, người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì phải tiếp tục sống chứ. Mà đời sống bình thường của một con người là phải yêu thương, là phải lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ông thương yêu người khác là lẽ đương nhiên thôi. Khánh Băng chắc chắn cũng mong điều đó. Nè, tôi nghĩ có khi ông nên mở thêm kênh tư vấn tình cảm online đi, lại hay đó. Tôi á hả? Ông có khiếu lắm. Ờ ha. Sao lúc này một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm giống như tôi mà lại đi khuyên giải tình cảm của người khác? Mắc cười thiệt chứ. Cười thì ông ngồi cười mình ông đi. Mắc cười thiệt chứ bộ. Uống cà phê rồi ông tính đi đâu? Tôi tới mộ của Khánh Băng. Đó là lý do tại sao em không thể không đi. Giữa em với anh ta hoàn toàn không có gì hết. Anh có tin điều đó không? Em thấy không cần biện minh gì thêm nữa. Nếu anh không tin, em đi về. Thạch Vân à, anh tin em, nhưng mà anh không tin hắn ta. Nếu hắn ta không có tình ý gì với em, tại sao lại đưa em đi cùng? Anh bị em phải làm sao đây? Anh tưởng em thích đi với anh ta lắm hả?
Em thích ở trong ngôi nhà đó lắm hay sao? Em xin lỗi. Cứ mỗi lần thấy em đi chung với hắn ta là anh lại mất bình tĩnh. Tha lỗi cho anh đi. Đừng giận anh nữa. Cả đêm hôm qua anh không hề ngủ được. Em cũng vậy mà, có đúng không? Anh biết là em cũng giống như anh thôi. Chúng ta đều tin tưởng nhau. Nhưng khi thấy người yêu của mình thân mật với người khác, thật không dễ chịu chút nào. Thanh Vân à, cô gái này với anh tối qua là cháu gái của một đối tác lớn. Anh không giấu em, cô ấy có tình cảm với anh. Chỉ cần anh cưới cô ấy, lập tức vị trí của anh sẽ vút lên cao. Nhưng trong tim anh đã không còn chỗ cho ai khác nữa rồi. Anh ấy luôn thật lòng với mình. Em có biết là anh yêu em rất nhiều không? Chính vì quá yêu em mà anh trở thành một kẻ hồ đồ. Lần trước anh đã tự trách mình rồi. Lần này anh cũng vẫn không thể tự kiềm chế được mình. Em cảm ơn anh vì anh luôn giữ đúng lời hứa. Anh không lừa dối em. Nếu như hồi nãy anh nói cô gái đó chỉ là đồng nghiệp hay là bạn bình thường của anh, chắc là em đau lòng lắm. Tại sao? Tại vì tối hôm qua chính chị nói với em anh là người yêu của chị á. Chắc là tối qua em đã khóc rất nhiều. Em có tức giận, em có bức bối khó chịu lắm. Nhưng em tin anh nên chị rất nhanh thôi em cũng lấy lại được tâm trạng bình thường. Em giỏi lắm, giỏi hơn anh nữa đó. Thôi đừng có khóc nữa. Anh à. Hay là hay là tụi mình chia tay nghe anh. Em nói em không nghi ngờ, em nói em tin tưởng anh, sao tự nhiên em lại đòi chia tay? Em thấy anh đã vất vả nhiều rồi, anh cũng đã cố gắng nhiều. Em muốn anh có được vị trí xứng đáng hơn. Em rất muốn điều đó nhưng em không giúp được gì cho anh hết. Chỉ còn cách buông tay em ra, anh sẽ có được vị trí ở trên cao. Anh không biết những câu em vừa nói là giận hờn hay là thật lòng em muốn vậy. Anh không bao giờ làm như vậy được. Anh tin mình có đủ sức để bước lên cao, cần gì phải bấu víu một ai đó. Anh không thể nào sống cả đời bên cạnh một người mà anh không yêu. Nhưng mà em không có giúp được gì cho anh hết. Ngay cả việc em đang làm, em cũng không chắc là mình làm được nữa. Tại em không biết đó thôi. Chứ em đã cho anh rất nhiều. Ở bên cạnh em, anh thấy mình vô cùng hạnh phúc. Anh thấy mình được yêu thương, được ngưỡng mộ và tôn trọng. Em cũng đã vì anh mà chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh biết là em rất buồn và rất mệt mỏi. Anh cũng không khác gì em đâu. Nhưng chúng ta không thể dừng lại được em à. À, hôm trước anh đã nói lại đề nghị của em với bên công an, nhưng họ không đồng ý. Cách đó không thể thực hiện nhiều lần.
mà muốn điều tra tới tận gốc rễ thì đâu thể nào lấy tài liệu một lần là đủ đâu. Tụi mình ráng hy sinh thêm một chút nữa nghe. Anh yêu em quá, Tiểu Huy. Những giây phút thần tiên đó, với thân hình nóng bỏng này, làm sao anh có thể quên được, đúng không anh? Mời vào. Dạ, chào chú. Ừ, không cần đâu. Tôi chỉ ghé qua nói mấy câu rồi đi ngay. Đề nghị điều chỉnh mức giá căn hộ chung cư để phù hợp với thị trường hiện nay của cậu đã được duyệt rồi. Dạ, cậu cần phải làm việc lại với công ty môi giới đó. Dạ, cháu biết rồi. Ừ, cậu xem lại dự án này rồi cho tôi biết ý kiến. Dạ. À, bà Thoa vẫn thường liên lạc với cậu chứ? Dạ, cũng thỉnh thoảng. Tôi có nghe nói là giữa tháng sau là bà ta sẽ về nước đó, cậu biết chưa? Sao? Giữa tháng 7 về nước? Ừ. Ờ, tại cháu không nghe bảy nói gì hết. Cậu chuẩn bị đi. Tôi đã hứa sẽ cho bà ta mượn tạm cậu mấy ngày đó. Mình có phải là giám đốc của một công ty hay chỉ là một con cờ cho ông ta lợi dụng đây? Vẫn không có cuộc gọi nhỡ nè. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bận cái gì mà bận dữ vậy? Sao con không nghe máy? Dạ. À, là cô gái mà con vừa kể với ta, có đúng không? Dạ. Con đừng vội quyết định điều gì, phải cân nhắc thận trọng. Mà một khi chưa có quyết định rõ ràng, đừng làm mất lòng cô ấy. Ta nói vậy chắc con hiểu. Không thèm bắt máy nữa. Con nghe đi. Alo, anh nghe nè. Suốt ngày hôm nay em chờ anh đó, mà không thấy cuộc gọi nào của anh hết. Mới đây mà đã quên người ta rồi sao? Anh đã nói với em rồi, hiện tại bây giờ anh đang làm 2-3 dự án nên rất bận. Em thông cảm cho anh nghe. Nếu vậy tối nay mình gặp nhau được không anh? Ngoài trời đang mưa lớn lắm, khi nào tạnh thì anh sẽ gọi em sau. Vậy khi nào mà anh sắp xếp được, anh nhớ gọi cho em nha. Đẹp trai quá cũng khổ phải không con?
Nhưng như vậy thì đường tình ái còn có nhiều lựa chọn rồi nghe. Chị ơi, sao bây giờ chị? Sao em cứ quên hoài vậy? Em quay qua quay lại mà nó cứ lộn xộn không à. Đi chị, chị chỉ một lần nữa, em nhớ cho kỹ nha. Em xoay hết cái vòng tròn này qua đây là nó đã đủ màu rồi nè, thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ em kiếm màu trắng ở đâu nữa nè. Ê, nó giống giống màu nhau rồi kìa. Đúng rồi. Đó. Đó, cứ như vậy, em thấy nó thiếu một cái bên này thì em phải xoay cái này làm sao để cho khi mình lật lại thì nó sẽ là cùng một màu. Nó giống màu nữa rồi kìa chị. Đây đây em làm cho. Em biết làm rồi nè. Em nghĩ đi, nếu như bây giờ mình dừng lại thì liệu từ nay đến cuối đời anh và em, chúng ta có sống vui vẻ được hay không? Hay là mỗi khi nghe tin một gia đình nào đó tan nát bởi xì ke ma túy, chúng ta có rai rứt hay không? Chưa kể, nếu nạn nhân là người thân hay là người chúng ta quen biết thì nỗi rai rứt đó sẽ càng lớn hơn. Phía công an khẳng định thời gian qua em đã làm rất tốt. Em có làm được gì đâu mà anh khen chứ. Hay anh nói để lấy lòng em? Thanh Vân à, anh lấy lòng em làm cái gì? Tấm lòng của em đã dành trọn cho anh hết rồi, không phải sao? Có đúng không? Ghét mà. Thanh Vân à, tuy là em chưa tìm ra chứng cứ gì để bắt hắn ta nhận tội, nhưng mà em đã tạo được lòng tin được hắn ta rồi. Em còn nhớ ngay từ đầu anh đã nói với em những gì không? Anh đã dặn việc cần làm trước tiên của em là tạo lòng tin, chứ không phải là tìm chứng cứ. Khi hắn đã hoàn toàn tin tưởng em, có khi đích thân hắn sẽ trao chứng cứ cho em. Ý anh là rất có thể anh ta sẽ kéo em vào đường dây tội phạm hay sao? Đó là nhận định của bên công an. Nhưng thôi đi, em hãy khoan để tâm tới chuyện đó. Cứ tiếp tục để hắn tin tưởng em hơn nữa. Như vậy rồi lỡ có người ghen thì sao? Không, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ ghen tuông như vậy nữa. Anh biết không, thời gian qua Mỹ Ngọc cứ đeo riết lấy em. Em thiệt là khó để tới nhà dọn dẹp rồi cơm nước cho anh nữa. Nhưng mà không sao, vài bữa con bé ổn lại thì em sẽ tới. Ờ à, đúng rồi. Anh còn chưa đưa chìa khóa nhà lại cho em nữa. Ờ, chìa khóa anh làm mất rồi. Hả? Ờ, thôi để bữa khác anh làm chìa khóa mới rồi đưa cho em nghe. Mất luôn á hả? Ờ. Trời ơi, anh hư quá à. Phải làm sớm rồi trả lại cho em chứ. Coi bộ mình với ngôi nhà này sẽ còn nhiều ràng buộc lắm. Không dễ gì mà ra khỏi đây được. Vậy hả? Em làm được 3 lần luôn á. Em ơi, cái này là 3 màu mà, chứ đâu phải 3 lần. Hả? Thôi được rồi, để chị chỉ lại nha. Em thôi, chú ý là... Thôi. Em làm nãy giờ em chán lắm rồi. Mình chơi cái khác đi chị. Em muốn chơi cái gì? Em nghĩ ra rồi. Đi theo đâu? Em đi mình đi lên tìm mẹ. Đi theo đi em đâu? Đi leo xuống này. Đi lên lầu xin lên mẹ. Lên lầu chi vậy? Xin mẹ đi chơi. Ê, đi từ từ nhanh lên chị. Hả?
Chị hai, lại đây. Em muốn ăn. Em, không được đâu. Em mà ăn cái này lỡ gì nhà đau bụng, anh hai la chị đó. Chị không nói, em không nói, anh hai không có biết đâu. Em thiệt là, bây giờ muốn ăn bất chấp luôn đúng không? Đúng rồi, ăn nguyên cái xe này luôn á. Ăn nha chị hai. Em không sợ, mắc gì chị phải sợ. Ăn thì ăn. Cô ơi, cho con cây này, với lại cây bò viên nữa. Cô có khoai tây chiên không? Có con. Cho con một dĩa khoai tây chiên nữa nha. Nhiều lên. Đi vô bàn ngồi đợi cô chiên đi chị. Cô lấy giùm con cái này nữa nha. Cảm ơn cô nha. Nhanh lên nha cô, con đói bụng lắm rồi đó. Ngồi xuống. Nhanh lên cô ơi, nhanh thôi, lên. Thôi, đợi chút đó liền. Những gì trước kia em từng nói với anh, xin anh đừng quên. Anh cần phải sống hạnh phúc. Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Nếu như hai đứa mình có một đứa phải chết trước, mà người đó là em. Anh vì thương em mà cứ ngày ngày ủ rũ, đi về thui thủi một mình. Chắc là em sẽ đau lòng và chết thêm một lần nữa đó. Em dặn anh nè, nếu người chết trước là em, càng thương em thì anh càng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Phải tìm người tốt để thay vào vị trí của em. Có như vậy em mới yên lòng đi đầu thai đó, anh biết chưa? Vào đi. Chủ tịch à, anh không khỏe sao? Tôi không sao. Có chuyện gì không? Báo cáo tài chính quý trước đây ạ. Cảm ơn cô. Chủ tịch, anh không có gì muốn nói với em sao? Tôi đâu có gì muốn nói đâu. Kể cả một lời giải thích hay xin lỗi cũng không có sao? Giải thích, xin lỗi, vì chuyện gì? Tối đó em đã chờ anh, vậy mà... Thiên Kim à, chuyện đó tôi đã cố tình bỏ qua. Tôi không nhắc lại để khiển trách cô. Cô còn cố tình gợi lại, còn muốn tôi giải thích, xin lỗi cô sao? Thật vô lý mà. Tôi chưa từng nói sẽ đưa cô đi cùng. Cũng không hề gợi ý điều gì khiến cô hiểu lầm. Trái lại, tôi còn nói rất rõ ràng, tôi không cần cô phải hy sinh buổi tối hôm đó vì tôi. Vậy mà thái độ của cô khiến cho cả nhà tôi tưởng là tôi hứa hẹn rồi cho cô leo cây. Cô còn muốn tôi giải thích gì nữa? Xin lỗi cái gì đây? Em là trợ lý của anh. Những bữa tiệc như vậy, đáng lẽ người đi cùng với anh phải là em mới đúng chứ. Sao anh lại đưa Thanh Vân đi cùng? Điều đó không phải là anh làm bẻ mặt em hay sao? Tôi làm bẻ mặt cô sao? Thiên Kim à, đó là một bữa tiệc thuần túy. Tôi tới đó với người nhà của tôi thì có gì là sai? Người nhà? Thanh Vân trở thành người nhà của anh từ khi nào vậy? Những người sống trong nhà của tôi đều xem là người nhà hết. Còn em, ngoài chức danh trợ lý riêng, em còn là bạn của anh. Anh không thể đối xử với em thân thiết hơn một chút được sao? Thiên Kim, tôi nói thật, nhiều lúc tôi phải tự kiềm chế. Tôi không cho phép mình có thái độ thân mật quá với cô. Cô có biết tại sao không? Tại sao anh phải kiềm chế? Tại vì tôi sợ cô hiểu lầm tôi có tình ý gì đó với cô.
Tôi sợ những phiền phức cho cô gây ra. Cô biết chưa? Đúng rồi, nhưng mà chỗ mình đi nhỏ hơn. Dạ. Anh hai ơi, anh hai với mẹ mai mốt cho chị hai vẫn còn đi chơi hoài hoài nha. Vui lắm á. Có chị Thạnh Vân rồi á là còn quên luôn mẹ nha. Hồi trước á cứ đòi mẹ dẫn đi chơi, giờ thì hết thích đi với mẹ rồi đúng không? Thì tại vì đi chơi với chị hai con thích hơn. Thì cũng là đi chơi, sao lại thích hơn đi với mẹ? Tại vì đi với mẹ con không được ăn. Mỹ Ngọc, hồi chiều này em ăn cái gì vậy? Kể anh hai nghe coi. Em không có nói đâu, anh hai đừng có hỏi em nữa. Cô biết Mỹ Ngọc không đời nào nói dối. Nó không trả lời câu hỏi của tôi là tôi tự hiểu được rồi đó. Cô đưa nó đi ăn bậy bạ ngoài đường đúng không? Anh nói bớt khó nghe một chút được không? Cái gì mà bậy bạ? Người ta buôn bán đàng hoàng, biết bao nhiêu người ăn, sao gọi là bán bậy bạ được? Xin lỗi, là tôi dùng từ không chính xác. Tôi xin lỗi được chưa? Được, tôi bỏ qua cho anh lần này. Cô cũng biết thức ăn bán ngoài đường phố đa phần mất vệ sinh, không đảm bảo vệ sinh an toàn. Vậy mà cô để cho Mỹ Ngọc ăn hả? Tôi xin lỗi anh. Thiệt, đúng ra là tôi không nên làm vậy. Nhưng mà tại vì tôi nghĩ kỹ quá cũng đâu có tốt. Tôi cũng đã chọn những nơi sạch sẽ đàng hoàng mới cho Mỹ Ngọc ăn mà. Đúng rồi đó anh hai. Chị hai cho em ăn toàn đồ ngon không à? Em đâu có đau bụng đâu. Em đó, em cầu nguyện cho bụng của em đừng có đau nha. Có gì anh đánh đòn đó. Còn cô nữa, tối nay mà Mỹ Ngọc nó xảy ra chuyện gì á thì đừng có trách tôi. Mỹ Ngọc, em thấy trong người em sao rồi? Em có bị đau bụng chỗ nào không? Dạ không, em đâu có bị gì đâu. Có lỡ đau bụng thì cũng ráng nín lại, để qua ngày mai rồi hãy đau nghe chưa. Nếu không hai chị em mình tiêu luôn đó. Chị nói với em chi? Chị nói với nó nè. Trời ơi, cái bụng ơi, cái bụng của Mỹ Ngọc ơi. Mày ráng mày đừng có đau nha. Mày mà đau là tao rạch bụng mày đó. Đau em. Cho nên cái bụng đừng có đau nghe chưa. Anh hai cẩn thận vậy thôi, hai đứa đừng có lo. Mẹ ơi, lát mẹ đọc kinh mẹ cầu nguyện giùm con, đừng có đau bụng nha. Những lúc như vậy thì cần đến mẹ đúng không? Mẹ ơi. Thôi được rồi, mẹ sẽ cầu nguyện giùm con, xin cho cái bụng con đừng có bị đau, được chưa? Dạ được. Nếu như mà ổng chịu á thì mẹ cảm ơn ổng giùm con nha. Ông nào? Ông trời đó. Trời. Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt tình. Dạ, tôi xin phép bác. Tóc có rối rồi nè. Dạ, thắt bím ha. Chị nè. Sao có chuyện gì chị không nói với anh Đăng Duy luôn, kêu tôi ra đây làm chi vậy? Tôi thích ra đây uống. Bộ cô không thấy chỗ này đẹp sao?
Ờ, tôi hiểu rồi. Cô uống nước đi. Chị cần nói gì với tôi thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi hứa với Mỹ Ngọc là sẽ về liền đó. Thì ra con bé Thiểu Năng đó đúng là tấm khiên bảo vệ cho cô vô cùng hiệu quả hả? Bây giờ tôi mới biết chị rất là giỏi quá thân. Là sao? Trước mặt anh Đăng Duy và mọi người trong nhà của ảnh, chị tỏ ra là thương yêu Tân Bốc Mỹ Ngọc hết lời. Vậy mà chỉ cần xoay lưng một cái, chị lại tỏ vẻ khinh khi coi thường em ấy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Mỹ Ngọc lại không thích chị, mặc dù chị luôn cố gắng làm mọi cách để lấy lòng em ấy. Cô, tôi thấy Mỹ Ngọc vô cùng nhạy bén đó chứ. Con bé nhận biết được rất là chính xác ai mới là người thật lòng thương yêu nó. Cô thật lòng yêu thương Mỹ Ngọc hả? Hay cô yêu tiền mà mỗi tháng gia đình đó trả cho cô hả? Tôi tới là vì tiền. Điều này là đương nhiên, ai cũng biết điều đó hết. Nhưng mà ngoài lợi ích cá nhân, tôi rất thật lòng yêu mến Mỹ Ngọc. Mà thôi, tôi với chị cũng đâu có cần tranh luận chuyện này làm gì. Chị cần gì á, cứ nói. Không á, thì tôi xin phép đi về. Nè, chị hai chừng nào mới về hả anh hai? Chị hai sẽ về liền thôi. Em buồn ngủ á, thì lên giường ngủ trước đi. Em không chịu. Chị hai phải kể chuyện cho em nghe thì em mới chịu ngủ. Em đó, nhõng nhẽo với chị hai vừa vừa thôi. Tại chị hai thương em mà. Nếu mà như vậy á, thì em cũng phải thương chị hai chứ. Nghe lời chị hai, đừng có để cho chị hai buồn biết chưa? Dạ em biết rồi. Hồi nãy trước khi đi, chị hai dặn em sao nè? Chị hai biểu là lên giường nằm đọc chuyện, gặp bạn xong chị hai đi về liền. Nếu như vậy á, thì em phải nghe lời chị hai đúng không? Dạ. Lên giường. Thôi bây giờ ngoan, anh hai ra ngoài cho em đọc truyện nha. Dạ. Em đọc truyện chờ chị hai về. Anh hai. Làm giường ngủ giống chị hai cho Mỹ Ngọc. Nhưng mà anh hai đâu có biết làm. Tự suy nghĩ đi, lớn rồi. Cái gối ôm để dọc theo giường bên tay trái, chỗ Mỹ Ngọc hay nằm. Cái gối đầu dựn vô giường, để dọc lên. Được chưa? Chưa. Chứ gì nữa? Dắt Mỹ Ngọc lên giường nằm. À. Đúng rồi, anh hai thông minh quá, chỉ một lần hiểu liền. Cảm ơn em. Rồi, con đọc truyện đi nha, anh hai đi ra. Chưa xong. Cái gì nữa? Đắp cái chân Mỹ Ngọc lại coi chừng lạnh. À. Cảm ơn anh hai. Rồi, Mỹ Ngọc hết lạnh ha. Dạ. Anh hai ra nha. Dạ. Anh hai. Còn gì nữa hả? Nhớ đóng cửa lại. À, anh hai biết rồi. Anh hai. Cái gì nữa? Đóng cửa nhẹ nhẹ thôi nha. À. Anh hai. Cái gì nữa? Ngủ ngon nha. Ừ, em cũng ngủ ngon. Anh hai. Bye đóng bye. Đóng cửa nhẹ. Ờ, bye bye. Đóng nhẹ nhẹ. Còn gì nữa không? Dạ không. Anh hai. Cái gì nữa? À không, ở trong đây nó vẽ hình anh hai. Ờ, thôi thôi thôi. Người ta đâu có kêu đâu, cũng tự nhiên đi vô à. Cô rời khỏi nhà đó, điều kiện là gì? Tôi nhất định sẽ đáp ứng cho cô. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì? Tôi thật không hiểu nổi, tại sao chị cứ bận tâm về tôi hoài vậy? Tôi đã nói với chị rồi, tôi không hề có tình ý gì với anh Đăng Duy hết. Cũng không hề có dụng ý mồi chài hay là quyến rũ với ảnh hết. Tôi ở trong nhà đó chỉ vì đơn giản, tại vì tôi cần việc làm thôi. Cho dù anh Đăng Duy cứ dành tình cảm cho tôi nhất định cũng sẽ không chấp nhận đâu. Chị cứ yên tâm nha. Cô đừng có mà mơ.
Cô tưởng cô là ai mà anh Đăng Duy có thể dành tình cảm cho cô vậy hả? Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện để cho cô rời khỏi đó là bởi vì tôi ghét cô. Tôi không thích nhìn thấy mặt cô ở đó. Và cũng vì tôi muốn tốt cho em chồng tương lai của tôi thôi. Cô đừng có tưởng mình cao giá. Cái giá của tôi đương nhiên là rất cao đó. Cho dù chị gom hết tiền ở trên thế gian này lại để mua tôi cũng sẽ không bao giờ bán. Vấn đề này thời gian qua, chị bằng cách này, bằng cách khác đề cập tới nhiều lần quá à. Nghe chán ghê luôn á. Cho nên đây là lần cuối cùng tôi nói với chị, tôi đi hay là ở trong ngôi nhà đó không liên quan gì tới chị hết. Cô, tôi cũng không vì những điều kiện hấp dẫn mà chị đưa ra mà thành con rối trong tay của chị. Nè, nè, lần sau đừng có gọi tôi như vậy nữa nha. Tôi không có tới đâu. Có một chuyện nó tới nó lui hoài à. Chán lắm á. Cảm ơn ly nước của chị. Nè, rượu mệt cô không uống thì chắc chắn cô phải uống rượu phạt. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải rời khỏi ngôi nhà đó trông ê chề, nhục nhã. Chị định giở trò ném đá giấu tay, dù không cho tôi chuyện gì nữa. Tôi đã nói rồi, nếu một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chán thấy ghê lắm á, chị có biết không? Cô... chị hiểu không? Ôi, nè, chết được. Nè, coi con nhỏ ngạo mạn này, tao sẽ không để cho mày được yên đâu. Đợi đó mà coi. Chưa về nó không biết. Cô có sao không hả? Ước hết rồi, mau vô nhà lau mình nhanh lên. Nè, đi vô. Từ thôi, có chuyện té đó. Có chuyện. Qua đây ngồi, nhanh lên. Ê, không được, giày của tôi. Giày cái gì, ngồi xuống đi. Ê, không được đâu, tôi đang ướt đó. Thiệt tình, cô đó không biết giữ gìn sức khỏe gì hết. Nó bệnh một lần rồi mà còn chưa tỡn nữa. Đi ra ngoài vào mùa mưa thì nhớ cầm dù theo, mà lỡ quên á thì phải trú mưa chứ. Để ướt như vậy bệnh nữa cho con.
Cảm ơn anh, tôi tự làm được mà. Trời ơi, tôi có phải là cành vàng lá ngọc gì đâu. Mà hỡi chút là bệnh, chút là bệnh. Hồi nhỏ tôi tắm mưa riết á, hai cái môi bầm tím luôn. Xong rồi hai hàm răng lọc cọc 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 cọc. Mà đâu có sao đâu. Vậy lần trước ai mới bệnh một trận đó? Thì là con người mà ai cũng phải bệnh vài lần chứ. Lâu lâu bệnh cho biết chứ người ta. Đừng lau đi. Cô đúng là ương bướng, nói gì cũng cãi. Bây giờ mau lên thay đồ rồi sấy tóc cho thật khô đi, không thôi lại cảm lạnh nữa bây giờ. Tôi nói nghiêm túc đó, cấm cãi. Tôi đâu có dám cãi. Thì đi nhanh lên còn ngồi đó nữa. Cái gì? Cho tôi lấy cái túi ở dưới đít anh. Nè, con dịch xấu xí của cô đó. Nhanh lên, nhớ sấy tóc cho cô đó. Đi đi, còn đứng nhìn nữa. Mình đang làm cái gì vậy chứ? Chỉ là chăm sóc bình thường thôi mà, có gì là sai đâu. Sao anh lại băn khoăn? Anh đang làm điều cần làm mà. Đến em mà cũng nói như vậy sao? Không phải anh đang rất lo lắng cho cô ấy sao? Anh chỉ là thấy thương cảm và lo cho cô ấy thôi. Em rất hiểu sự thay đổi trong lòng anh, và em cũng đang rất thông cảm với những gì anh đang làm cho cô ta. Đã nhiều lần em nói với anh, em chỉ có thể giúp anh là đưa anh đến gần những gì làm cho anh cảm thấy vui vẻ. Vì đó là điều em không còn làm được cho anh. Em cũng không thể thay anh trong việc chọn lựa người bạn tốt để đồng hành cùng anh. Vì vậy em sẽ ủng hộ những điều anh làm đúng. Trà gừng nè, tôi có cho vô thêm chút mật ong. Cô uống đi cho ấm bụng. Cảm ơn anh. Cô cầm lấy mà xài. Thôi, tôi không có cần đâu.
khi đi mưa về mà người bị ứ, đặc biệt là vào buổi tối như thế này. Ngoài việc làm ấm cơ thể từ bên trong bằng ly trà gừng đó, cô cũng nên xoa một chút dầu lên hai bên thái dương và sau gáy. Điều này không chỉ có tác dụng chống lạnh tạm thời, mà nó chính là phương pháp ngăn chặn các bệnh do bị mắc mưa. Cô uống đi, để nguội nó mất tác dụng đó. Ê, có chữ. Phong nữ tôi rồi, sao anh không nói là nó rất là nóng? Bộ cô là con nít hả? Sao cô hậu đậu quá vậy? Uống từ từ thôi. Tê nửa cái lưỡi luôn rồi. Không có cảm giác rồi. Làm quá à. Nè, ấm hơn rồi đó, uống đi. Nhưng mà từ từ thôi. Hay thiệt. Nó ấm tới đây luôn nè. Phải nói lần đầu tiên tôi mới nhận ra trà gừng ngon tới vậy á. Cảm ơn anh nhiều nha. Làm phiền anh lo lắng cho tôi. Tôi thấy ngại quá. Tôi ghi sổ để đó. Khi nào mà cần, tôi sẽ bắt cô báo đáp. Ôi, thiệt vậy luôn á hả? Anh nhỏ mọn thấy ghê thiệt. Cô đã nghĩ về tôi như vậy rồi, thì tôi phải ráng làm cho đúng chứ. Uống xong rồi ngủ sớm đi. Coi cái gì vậy? Thì mấy cái vụ bất động sản chứ gì. Coi bất động sản. Tôi thấy cái râu của ông nó cà nhích cà nhích. Thì tao nói nó bán hai cái nhà nó cao ơi là cao mà giá nó rẻ nữa nè. Đó, trời ơi, nó rẻ ơi là rẻ luôn. Thím. Ừ, con. Thím coi cái màu son này có hợp với con không thím? Hợp. Màu son này đẹp lắm đó con. Màu son á, thật là xinh tươi, nhìn con trẻ trung lắm. Nhưng mà nổi mụn. Nổi mụn quá trời. Để đó nha, thím nấu nước mát cho con uống. Dạ. Hình như con có dấu chân kim đúng không thím? Để thím coi nè. Đâu có đâu, không có sao đâu. Không có. Thôi. Tiểu Quyên á hả, lúc nào nó cũng trẻ. Trong mắt tôi lúc nào nó cũng đẹp, mà đẹp lung linh lắm kìa. Thì nói chung là thím của con cũng đẹp đó. Rất đẹp nữa là khác. Cho nên là hai thím cháu đừng có xương si nhau về cái chuyện mà nhan sắc nữa nghe. Chú của con á, thiệt là biết lấy lòng người khác á. Chú con á, khen vậy thôi. Chứ ra đường thấy những cô gái trẻ đẹp như con vậy đó, nhìn đắm đuối vậy đó con. Bậy bạ hoài, đừng có tin lời của thím nghe con. Trời, nghĩ sao vậy? Chú mà ra đường nhìn cỡ con mà đắm đuối là con mắt của chú nằm trong cái móng tay của bả rồi. Chú mà có gan cỡ nào chú cũng không có dám nhìn đâu, có đúng không con? Con mà lấy được một người chồng một lòng thương vợ y như chú thì tốt biết mấy. Tiểu Quyên nè. Chú có chuyện này muốn nói với con. Cậu Khiêm á, nhất định con đừng có để giục mất cậu ta nghe. Anh Khiêm á mới là người sợ mất con chứ chú. Thì đúng. Nhưng mà
Con có biết tại sao là chú dặn con đừng có để dục mất cậu Khiêm hay không? Là bởi vì cậu Khiêm đặc biệt hơn những người khác rất là nhiều. Cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa có tài nữa. Gia cảnh thì nói chung cũng bình bình thôi, nhưng mà nắm được cậu ta trong tay, chắc chắn con sẽ được ngẩng cao đầu. Con sẽ không lo cái chuyện bị nhà chồng chèn ép, bởi vì cậu ta là con một, không có bà con thân thích gì hết. Không sợ kéo bầy kéo lũ xuống ăn bám nhà con. Ừ. Đó, chú nói vậy con thấy có đúng không? Mà quan trọng hơn hết á, là con phải thật lòng thương yêu. Để mất một người thật lòng yêu thương mình, nó rai rất cả một đời, chứ không phải giỡn chơi đâu nghe con. Ừ. Dạ, con sẽ nghe theo lời chú và thím, và con sẽ giữ chặt lấy anh Khiêm, không để cho anh ấy thoát. Ngoan, ngoan lắm. Xe chú bị sao vậy? Chắc vô nước hay sao mà nãy giờ nó đạp không nổ. Tôi cũng biết là nó ứng bu di, mà nãy giờ không có cái gì để tháo bu di ra hết. Chú đợi con chút. Này chú. Cậu để tôi. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm nghe. Chú có cần con phụ chú gì nữa không? Được rồi, nãy giờ cái tay không biết sao mở được cái bu ri ra nè. Tháo bu ri ra lao lỡ nổ. Ủa, cậu đi đâu mà đi qua đường này vậy? Dạ, con đi chụp ảnh. Cái gì? Con đi chụp ảnh hả? Dạ. Vậy hả? Ủa, mà nhà chú đâu? Có cần con phụ không? Thôi, không cần đâu. Nhà chú kế đây nè. Trong đó nhiều cảnh đẹp lắm. Bữa nào ghé nhà chú đi. Rồi chú dẫn đi đi chụp mấy cảnh trong đó nghe. Nghe hấp dẫn quá. Dạ, khi nào có dịp con sẽ ghé nhà chú mà. Nè, chắc được rồi đó. Dạ, chú thử đề máy coi. Được xe rồi. Này được rồi đó chú. Cảm ơn cậu nhiều lắm nghe. Dạ. Trời ơi, không có cậu không biết sao đây nữa. Rồi, ngon lành. Nhớ nghe, nhớ nghe. Đó, qua dốc này là cái nhà nằm bên tay trái là nhà chú á, thấy không? Nhớ ghé. Dạ. Nghe. Dạ con biết rồi chú. Rồi cảm ơn nghe. Dạ chú về. Rồi rồi, cảm ơn nhiều lắm. Điện thoại của ai vậy?
Trời ơi, thằng ăn trộm nào vô nhà mình rồi còn nấu mì gói, nấu trứng ăn nữa. Dạ đâu? Ủa, là cậu hả? Cậu về rồi. Anh chào đón em trai của anh nồng nhiệt quá hả? Tí nữa gãy tay luôn á. Tôi xin lỗi, vậy mà tôi cứ tưởng đâu là thằng ăn trộm nào đáng trí vào nhà tôi rồi còn nấu mì ăn nữa. Ai thèm vô nhà? Về rồi á, tại sao không kêu tôi mở cửa cho vô? Kêu làm gì? Cái thằng này đau không? Ừ? Ê da, đau không? Đau. Sao còn hỏi? Cho anh xin lỗi đi. Thôi, chờ anh chút xíu đi. Anh lên trên tắm xong rồi chở cậu đi ăn sáng. Hay là muốn anh trai này nấu cho ăn? Cảm ơn anh nha. Em đã lấp đầy bao tử của em bằng tô mì và mấy trứng gà của anh rồi. Giờ em đi ngủ đây. Anh cứ làm việc của anh đi. Khi nào anh đi làm về, anh em mình nói chuyện tiếp. Cái thằng này thiệt là hết nói nổi mà. Nhưng mà nó còn nhớ đây là nhà, để về là tốt rồi. Thiệt tình, tối ngày cứ ăn mì gói không à. Em xuống đây làm chi vậy? Em xuống đây làm gì vậy? Ủa em xuống chi vậy? Em bị sao vậy hả? Em xuống đây làm gì vậy? Đúng rồi. Nè, em xuống đây định hỏi chị cái này nè. Em quên mất tiêu rồi. Trời ơi, cái này một tuần trước chị đã dạy xong bài học này rồi. Em đã làm rất tốt mà. Một tuần trước thì em nhớ, còn tuần này em không nhớ. Thôi, được rồi, vô đây. Nè, cái này á là mình không phải là nhớ thuộc lòng nha. Mình phải suy nghĩ nữa. Suy nghĩ? Mình sẽ gom hết tất cả về một mặt trước. Em nhớ rồi. Yên tâm, đi làm công chuyện tiếp đi. Em tự làm được. Đi. Không cần phải lo cho em đâu nha. Ủa mà say làm sao? Quên mất tiêu rồi. Chị hai ơi, em lại quên mất tiêu nữa rồi. Chắc là em bị mất trí nhớ nữa rồi, phải không chị hai? Con bé này không có sao đâu. Thỉnh thoảng chị cũng bị như vậy mà. Nhưng mà những lúc như vậy á, em phải ráng nhớ, đừng có cho qua luôn. Phải ráng nhớ thì mình mới nhớ lâu hơn được. Ráng nhớ nhưng mà hỏng nhớ thì làm sao nhớ được. Hỏng nhớ, ráng lắm rồi, hỏng nhớ được. Nếu thật sự anh đang duy làm chuyện phạm pháp, rồi nếu anh bị bắt đi thì Mỹ Ngọc sẽ ra sao đây? Như vậy hả? Nhưng mà không nhớ. Anh Duy, anh Duy, tối nay anh phải thưởng cho em. Nhờ có em mà anh đàm phán thành công. Anh phải thưởng cho em. Tôi đã nhắc cô uống ít thôi mà. Anh Duy. Thôi, cô nằm nghỉ ngơi đi.
Tôi ra bên ngoài kêu nhân viên khách sạn vô chăm sóc cho cô. Anh đang ghê. Anh đừng có đi mà. Anh đừng có bỏ em một mình. Em yêu anh. Em rất là yêu anh luôn á. Cô thôi đi. Anh đừng gì. Sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ? Em đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện. Sao anh có thể đối xử với em thu một con nhỏ giúp việc nhà anh vậy hả? Cô mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi. Anh Duy, anh Duy, anh đứng lại đó. Anh là đồ khốn. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Đồ khốn. Con chào hai bác. Con vô ở trong nhà của hai bác một thời gian cũng khá lâu rồi, mà con vẫn chưa có cơ hội để chính thức chào hỏi hai bác. Mong hai bác tha lỗi cho con. Chị Khánh Băng, chị rất xinh đẹp, cũng rất xứng đôi với anh Đăng Duy. Vậy mà chị lại mất sớm. Em là người ngoài, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy xót xa. Huống hồ gì là người thân của chị, huống hồ gì là anh Đăng Duy. Con không biết hai bác và chị Khánh Băng có biết những việc làm không tốt của anh Đăng Duy hay không. Cho dù biết hay không, con xin mọi người hãy xui khiến làm sao cho anh ấy thức tỉnh, nhận biết lỗi lầm để kịp thời quay đầu. Chắc mọi người biết rõ mục đích của con khi tới nhà này. Con có thể lừa dối người sống, chứ làm sao giấu được người đã mất. Con xin mọi người, xin mọi người đừng có trách con. Thật lòng là con cũng không muốn đâu. Con biết là con có lỗi với tất cả những người trong gia đình này, kể cả anh Đăng Duy nữa. Nhiều lần con muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, nhưng mà không được. Đây là chuyện lớn, con không thể tự quyết định được rồi. Cho nên con chỉ cầu mong là anh ấy tự thức tỉnh, tự biết quay đầu.
Hai bác, chị Khánh Băng. Con cầu xin mọi người, con cầu xin mọi người hãy giúp anh Đăng Duy, giúp cả nhà này, mà cũng là giúp cho con nữa. Mình hay sao? Bộ đi chơi với em, anh không vui hả? Sao mặt anh đăm đăm vậy? Anh muốn nói gì với em sao? Anh cứ nói đi, em nghe mà. Tiểu Quyên à, em có biết tại sao tới tuổi này Mạnh vẫn chưa có vợ, chưa có người yêu hay không? Vậy em là gì của anh? Thôi, em không có giỡn nữa, anh nói tiếp đi. Anh rất coi trọng sự nghiệp, anh sợ vướng bận, anh không muốn mất tự do. Thật lòng anh không muốn làm cho em buồn, nhưng mà em cứ ép buộc anh như vậy, làm cho anh cảm thấy anh không được thoải mái. Bao nhiêu ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, bộ anh không nhớ em chút nào sao? Vì em sợ anh mất nhiều thời gian, em đã cố tình tới tận công ty anh rồi, vậy mà anh lại nói là anh không thoải mái. Anh Kim, anh nói đi, em là gì của anh vậy? Tụi mình chỉ trên mức tình bạn, đang tiến dần tới tình yêu, em cũng biết điều này mà. Vậy những lúc chúng ta gần gũi nhau thì sao? Đó chưa phải là tình yêu hả? Thời đại này là thời đại nào rồi? Tiểu Quyên à, em từng sống ở nước ngoài nhiều năm, em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Vậy còn lúc anh ân ái với em, anh nói anh yêu em là sao? Đó là... Thôi khỏi, anh không cần phải giải thích. Từ nay về sau, em sẽ không làm phiền anh nữa. Ủa, bác lại lên chùa hả? Sao hôm nay bác đi trễ vậy? Hồi chiều bác thấy trong người không được khỏe, tính ở nhà. Nhưng ở nhà
thì lại cũng không yên tâm. Bác đi chút rồi về. Dạ. Ủa, con đi đâu trễ vậy? Dạ, Mỹ Ngọc đòi ăn bánh, cho nên con chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Vậy rồi chú Sáu chở bác đi hả? À không, bác đi taxi. Vậy bác đi cẩn thận đó. Về sớm nha bác. À, Dân à. Dạ. Phải chi con là con dâu của bác thì tốt biết mấy. Trời ơi, bác, bác đừng có ghẹo con chứ. Bác nói thiệt, bác rất quý con. Con cũng quý bác mà. Bác cháu mình quý nhau như vậy là được rồi. Bác đừng có ghẹo con như vậy, con cũng biết mắc cỡ đó. Thanh Dân, con nói thật lòng cho bác biết. Dạ. Con có tình cảm gì với thằng Duy không? Trời ơi bác ơi, làm gì có chuyện đó được bác. Thật ra trong lòng con có người thương rồi, cho nên từ nay bác đừng có ghẹo con như vậy nữa nghe bác. Bác hiểu rồi, bác xin lỗi. Bác đi đi. Dạ. Sao tự nhiên bác ấy lại hỏi mình như vậy ta? Hay là mình có thái độ gì quá đáng? Đâu có. Làm gì có chứ. Kỳ cục thiệt. Mười, mười nó mới mười cái vậy? Tôi đã nói rồi, tôi quyết định muốn đi cái chỗ này. Tôi biết rồi. Thì tôi có cãi gì đâu. Nói nghe, để xong cái vụ Tiểu Quyên đi, rồi bà muốn đi đâu tôi dẫn bà đi, chứ có gì đâu. Không, tôi thấy con Tiểu Quyên nó tự tin lắm rồi. Mọi chuyện á, nó sẽ như mình mong muốn thôi. Nè nè nè, đừng có chủ quan nghe. Coi chừng chủ quan là thua đó, chứ đừng có giỡn. Mệt quá. Ê, nó về kìa, nó về kìa. Né coi. Tiểu Quyên. Cái bà này. Con, sao con về sớm vậy con? I want to be alone. Là cái gì vậy con? Nó nói là nó mới đi uống vài lon với thằng Khiêm á. Vậy hả? Không phải. Chứ làm sao? Con nói á là con muốn ở một mình. Hả? Con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây. Ừ, nhưng mà... Ngồi xuống đây, cho chú Thím hỏi chuyện chút coi. Mà sao, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy con? Chú Thím, con muốn ở một mình. Chú Thím đừng quấy rầy con nữa. Ừ. Quyên, Quyên, nghe Thím hỏi. Quyên. Nè, nè, ai quăng tu bi ở lon? Là cái gì? Hãy để cho nó yên đó. Ông giận mặt với tôi hả? Ta biết con đang chịu đựng những gì, nhưng sao con lại hành động nông nổi vậy chứ? Con thấy mình thật hèn hạ. Con thấy mình như một con rối trong tay người khác vậy. Nhưng con không muốn người khác điều khiển cuộc đời của con. Ta biết, ta hiểu lòng con. Ta càng không muốn con sẽ bị người khác đem tiền bạc ra để xỏ mũi. Nhưng con à, sống ở đời cần phải biết nhẫn nhịn. Muốn nhảy xa, bắt buộc con phải lùi lại. Con hãy nhìn vào ta đây nè. Vì cần phải đạt được mục đích mà bao nhiêu năm qua ta đã phải nhẫn nhịn, ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ đau, buồn tủi. Con xin lỗi.
con không có lỗi gì hết. Nhưng con cần phải làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được tình cảm của mình. Nghe những gì con kể về Tiểu Quyên, ta thấy con bé ấy cũng rất thật lòng yêu thương con. Chẳng lẽ con không có một chút rung động nào với nó hay sao? Không hẳn là như vậy. Nhưng mỗi khi bên cạnh cô ấy, con có cảm giác rất khó chịu. Cô ấy và cả gia đình cô ấy muốn nắm con trong lòng bàn tay, muốn điều khiển con. Con thấy mình như một món đồ họ yêu thích, họ bỏ tiền ra mua, họ không hề tôn trọng con. Con đâu cần phải bán mình như vậy, có đúng không? Đúng, con không cần phải bán mình. Nhưng con cũng không nên làm cho các mối quan hệ quanh mình đổ vỡ. Hơn lúc nào hết, lúc này con cần phải xây đắp cái bệ phóng cho bản thân. Bệ phóng càng kiên cố, con càng vượt lên cao. Con hiểu ý ta chứ? Thôi được rồi, con hãy nghỉ ngơi cho bình tâm lại. Rồi con hãy tìm một cách nào đó để mà xoa dịu tinh thần của con bé. Bây giờ ta phải về rồi. Không ở lại với con một chút nữa được sao? Sẽ sớm thôi. Chúng ta chỉ cần hy sinh thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Việc cần làm hiện tại là con phải giữ chặt con bé Tiểu Quyên, nghe chưa? Mình không thể để mọi người nghi ngờ mình tới đây là có ý đồ quyến rũ anh Đăng Duy. Mới có một mình chị Thiên Kim nghi ngờ thôi, mình đã thấy phiền phức lắm rồi. Mình phải giữ khoảng cách. Nhất định mình phải giữ khoảng cách với anh. Nhưng nếu giữ khoảng cách với anh thì làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được ta? Ôi trời ơi, biết phải làm sao đây hả trời? Sao tôi khổ dữ vậy nè? Khổ quá mà. Chị bị làm sao vậy? Chị bị đau hả? Đâu có em. Chị chỉ giỡn thôi. Giỡn thôi, không có sao hết. Thôi sáng nay em tập như đó là đủ rồi. Bây giờ mình vô nhà tắm rửa, sắp tới giờ rồi đó. Tới giờ gì chị? Bộ chị định đi đâu hả? Em không nhớ hả? Đúng 8 giờ, mỗi buổi sáng tụi mình làm gì? 8 giờ buổi sáng mình làm gì chị? Trời ơi, sao em lại quên? 8 giờ sáng mỗi ngày là tụi mình coi phim, bộ phim mà em rất là thích đó. Sao em lại quên? Phim mình thích hả? Buổi sáng phim em thích là phim gì chị? Sao lúc này Mỹ Ngọc hay quên dữ vậy ta? Phim mình thích. Mình thích phim gì ta? Lâu quá tôi mới gặp lại cậu. Lúc trời hình như phong độ lắm rồi đó. Ông có thấy thằng nhóc này á, từ ngày nhổ giò phát tướng, dốc dáng á, rất giống ông không? Nếu mà nhìn hai cái lưng, chưa biết lưng nào của ông, lưng nào của nó.
dáng dốc có thể giống, nhưng về khí chất thằng em này thua xa. Làm sao giống nổi ông trùm bất động sản được chứ? Tập đoàn phát đạt vẫn luôn đi hàng đầu. Em rất ngưỡng mộ và mừng cho anh. Cậu khiêm tốn làm cái gì? Mỗi người có một thế mạnh riêng. Những thành công của cậu cũng khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Thỉnh thoảng đọc báo, xem đài, tôi vẫn nghe tin về những giải thưởng mà cậu đạt được. Một danh nhân như anh mà cũng có thời gian quan tâm những khía cạnh đó nữa hả? Thì cũng giống như một kẻ lang bạc như cậu mà vẫn để tâm tới sự hưng thịnh của phát đạt, vậy thôi. Mà nè, bao nhiêu năm lang bạc khắp nơi, cậu đã chọn cho mình được bến đỗ nào chưa? Em đâu dám vượt mặt hai anh. Đó, ông coi, thằng nhóc này lại đổ tội cho hai đứa mình nữa rồi. Em giỡn thôi. Căn bản là em chưa muốn dừng chân, cho nên em chưa quan tâm đến chuyện bến bờ. Về thăm hai anh lần này là em sẽ đi theo hội nhiếp ảnh, đi một vòng Đông Nam Á. Không biết khi nào có dịp gặp lại hai anh nữa. Nè, chỉ cần biết nơi đây có nhà của cậu và ở nơi đây luôn có hai người anh chờ đợi cậu về là tốt rồi. Phải đó, Tuấn Kiệt luôn luôn nhắc tới cậu. Em biết mà. Tiểu Quyên à, chúng ta đang ở thời đại này. Em lại từng sống nhiều năm ở nước ngoài. Em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Đâu là tình dục, đâu là tình yêu. Anh quá ngạo mạn rồi đó. Em không cho phép mình dễ dãi với anh. Bài học lần này em hy vọng anh sẽ ghi nhớ. Tiểu Quyên ơi, anh không biết nói gì. Anh cũng không dám xin em tha thứ. Anh chỉ muốn nói với em rằng suốt đêm qua anh không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về em, về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Bây giờ thì anh biết rõ vị trí của em trong lòng anh rồi. Em sẽ không dễ dàng tha lỗi cho anh đâu. Anh cứ cố gắng thể hiện thành ý đi, anh yêu. Sao không chịu nghe? Chưa gì hết trơn, lật đật ký hợp đồng cho nó làm chi? Hả? Hả? Thì tôi nghe lời của anh chị hai. Ba má con Quyên muốn thể hiện thành ý, kêu tôi làm vậy thôi. Chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Mà hơn nữa, anh chỉ muốn là để cho thằng Khiêm nó hiểu là mình không có ràng buộc với nó bằng cái chuyện đó, bà có hiểu không? Giờ thì sao? Đó, nó có được hợp đồng trong tay của nó rồi đó. Nó lập tức tỏ thái độ với cháu mình rồi đó. Giận tính sao? Tôi cũng không biết tính sao hết. Mệt bà ghê á.
Thiếm ơi Thiếm. Để quyền nó ra kìa. Nhà mình có gì ăn không Thiếm? Thiếm ơi con đói bụng quá à. Ê. Nó đói bụng kìa. Thì nó biết đói bụng chứ sao. Nó là con người mà. Nó phải giống như ông. Con đói bụng. Tiểu Nguyên con, để nó đi. Thiếm sẽ nấu đồ ăn cho con ăn ngang. Dạ. Ê. Nguyên. Dạ. Ngồi xuống. Con nghĩ thông suốt rồi hả? Con đừng có lo. Chú nhất định sẽ kiếm cho con một thằng khác đẹp trai hơn thằng Khiêm, giỏi giang hơn thằng Khiêm gấp trăm gấp ngàn lần cho con coi. What the hell? Chú tìm ở đâu ra? Trời ơi, thiếu cha gì? Con không có thèm. Hả? Con chỉ thèm anh Khiêm thôi. Nó chỉ thèm thằng Khiêm thôi. What the hell? Ông là heo.